Cụ thể, thì lãnh đạo cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 cá nhân liên quan, bao gồm 4 nhân viên an ninh sân bay Vinh, mỗi người phạt 10 triệu đồng, cùng hình thức phạt bổ sung là rút giấy phép hành nghề trong 2 tháng. Một nhân viên dịch vụ mặt đất khác bị phạt tiền 4 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 3 tháng 3, chuyến bay VN1265 của Vietnam Airlines đang đón khách từ Nghệ An đi thành phố Hồ Chí Minh, thì tiếp viên phát hiện một hành khách lên máy bay nhưng không có thẻ. Người này đi lại trong máy bay nhưng không tìm được chỗ ngồi rồi tiếng lên phía đầu máy bay. Qua kiểm tra, người này không có tên trong danh sách hành khách và cảng hàng không Vinh cũng như lực lượng chức năng xác định nam thanh niên 21 tuổi nói trên đã bị bệnh tâm thần, treo tường vào sân bay Vinh, lột qua chốt kiểm tra an ninh và tiếp tục lên máy bay.